gian đen hàng đẩy gặp sự cố quá tải, trận câu lạc bộ Hà Nội gặp Hải Phòng bị gián đoạn. Một dàn đèn sân hàng đẩy bị cháy bóng dẫn đến điều kiện ánh sáng không đảm bảo, khiến trận câu lạc bộ Hà Nội gặp câu lạc bộ Hải Phòng bị gián đoạn. Cuộc so tài giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Hải Phòng trên sân hàng đẩy ở vòng 2 V-League 2023-2024 diễn ra lúc 19:15 đang bị gián đoạn. Khi hiệp 2 mới bắt đầu được 10 phút, một dàn đèn chiếu sáng trên sân đã bị tắt, dẫn đến điều kiện thi đấu không đảm bảo. Ánh sáng trên sân hiện tại tương đối mờ, trận đấu chưa thể diễn ra. Cả hai đội đang tạm dừng, trong lúc chờ đợi ban tổ chức sân khắc phục sự cố, đảm bảo ánh sáng trở lại để tiếp tục thi đấu. Câu lạc bộ Hải Phòng dẫn trước 1-0 nhờ pha đánh đầu ngược của Việt Hưng. Tuy nhiên, câu lạc bộ Hà Nội đã vùng lên với liên tiếp 2 bàn thắng, đều nhờ công của Dâu Ý Tagger. Ngoại binh người Cameroon gỡ hòa cho câu lạc bộ Hà Nội ở phút 16 sau pha đánh đầu từ quả tạt của Xuân Mạnh. Đến phút 35, Tagger xoay sở rồi dứt điểm chân trái quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là tỷ số trước khi trận đấu đang bị dừng vì mất điện. Mùa giải 2023, trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 12 diễn ra trên sân Lạch Tray ngày 24 tháng 6. Trong lúc trận đấu diễn ra được gần 30 phút, sự cố mất điện đã xảy ra khiến cuộc so tài bị tạm dừng. Đây là sự cố mất điện cục bộ do quá tải điện. Các kỹ sư đã khắc phục vấn đề để trận đấu diễn ra bình thường. Trở lại trận đấu trên sân hàng đẩy vào tối ngày 29 tháng 10 đến 21 giờ, trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ cho hai đội tiếp tục thi đấu. Dàn đèn vẫn chưa sáng trở lại nên sân chỉ có 3 dàn đèn sáng mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.